Mít này vừa chín tới ăn ngon lắm. Vâng. Bây giờ xem là chín rồi. Ôi trời. Trứng này mới gọi là trứng. Trứng là con so đúng không? Vâng ạ. Trứng này mà luộc lòng đào ngon tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Này Hến này. Dạ. Hến ở đây Hến bán hàng phí cả đời người. Phí gì hả ông? Trông xinh xẻo này ngồi bán hàng. Cái quán cóc ấy. Này. Dạ. Về nhà cụ làm thê làm thiếp cho cụ. Thôi ông tha ơi. Tha hồ sung sướng, thích ăn gì cũng có, thích mặc gì cũng có. Thôi ông ơi, ông nói thế ông không sợ bà? Sao mới sợ? Trời ơi, bà lại đánh cho ông một trận như tử bây giờ. Đánh nhá. Vâng. Ai dám đánh cụ? Cụ vợ con đánh con, nếu như vợ con đang đuổi đến đây thì cụ bảo là con chạy đây này cụ nhá. Ôi trời ơi, cụ giúp con, cụ ơi. Đứng lại, đừng đứng lại cho này. Đâu rồi, cái tên chồng khốn nạn kia, ông ở đâu rồi? Ở nhà thì lười chảy thay, chảy thối ra không chịu làm cái gì cả. Ông ở đâu rồi? Ông ở đây, ông cho con hỏi, ông có thấy chồng con ở đâu không hả ông? Ôi trời, này. Dạ. Thế thường ngày, cô vẫn hay đánh chồng kìa. Cả cái tổng này đàn ông là hỏng mất rồi. Thế sao để vợ đuổi là chạy như ma làm ấy. Nhưng mà ông ơi, ông có thấy chồng con nó chạy ở đâu không ông? Chồng cô nhỉ? Dạ. Đây này, nó ở chỗ này này. Nó chạy đằng kia. Dạ, con cảm ơn ông ạ. Ôi giời ơi, cái chú nô kém nhỉ, thế mà ông đáng mặt là chồng nhỉ. Ông thế là gì? Ông thế là thế nào? Hả? Ăn nói giữ mồm giữ miệng đi. Ông là cái gì sợ vợ à? Vợ ấy. Đấy. Lui ra đây tao bảo. Dạ. Vợ con đi rồi không? Đi chưa? Ui giời ơi. Trông mặt xanh như đít nhái. Anh uống đi. Ôi đội ơn ông, may có ông cứu. Này nô này. Dạ. Thế sao mày hèn? Mày hèn quá. Đàn ông con trai ở cái thôn này, ở cái tổng này quá hèn luôn. Thế sao đây? Vợ thì mình phải dạy nó chứ. Thế sao đây để nó đuổi nó chạy như ma đấy. Dạ thì con học giống ông. Hả? Giống tao chỗ nào? Thì... Tao đây này, tao nói cho chúng mày biết nhá. Vợ ấy nem nép và phải theo. Chưa kịp cãi lại, mình làm hắng cái là phải lao đi làm rồi. Thế mới là vợ, hiểu chưa? Thế sao con thấy từ trẻ con đến người già ở trong cái làng cái tổng này, người ta đều nói là ông sợ vợ. Ông ở ngoài ông oai phong thế thôi, chứ ông về nhà là bà ho một cái là ông rú mà. Ai bảo mày? Thì từ trẻ con cho đến bà già trong cái làng này ai người ta chả nói thế. Hả? Thế tao mang tiếng là cả cái tổng này thì từ trẻ con đến người lớn là bảo tao là sợ vợ. Dạ vâng ạ. Thế này thì không được rồi. À, sao lại không được? Thế này thì không thể cầm cân nảy mực ở cái tổng này được rồi. Bây giờ thế này. Dạ. Hôm nay. Dạ. Tao mời mày về nhà tao. Chiêu đãi mày cơm nước luôn. Dạ. Mày xem cái nề nếp gia phong nhà tao nó như thế nào. Ôi dồi ôi. Rồi đi loan báo cho cả cái tổng này biết. Con ơi. Ôi dồi ôi, ông ơi, vợ con nó lại đến rồi. Ông ơi, con về, con trốn vợ con rồi. Con sang, ông cứ về trước đi nhá. Ông nhá. Ngươi, đứng lại đấy, đứng lại. Mày. Ôi giời. Đàn ông như cái thằng nô này hèn lắm. Nó phải như tôi đây này. Nó mới xứng đáng để đứng làm gì chứ này. Hôm nay cho nó biết thế nào là đứng làm gì. Mời nó sang tận nhà đấy. Vâng. Hến. Dạ. Còn Hến nữa.
đẹp như thế này ngồi đây nó phí. Dạ con chào bà Lý ạ. Bà nào? Con chào Vũ Vơ ơi mà. Đàn ông nó phải dọa mặt đàn ông. Vừa mới dọa một câu mà đã sợ, thế mà cũng đòi. Mợ đây à? Đi đâu giờ này mới về? Mợ ơi, mợ ngồi uống nước đi. Này, nước à, tôi mới pha sáng nay trước lúc tôi đi. Úi giời, nước còn đặc lắm. Sáng nay tôi đi đòi nợ ở dưới thôn Đông. Đòi thế nào? À, úi giời, chúng nó cứ khất lần khất lượt với đã giả đâu. Khất lần khất lượt hay là đòi được rồi? Ông đem đi cho con nào. Úi giời ơi, mợ, tôi đâu dám làm thế. Này mà uống nước, mà uống đi. Uống rồi. Úi giời ơi. Mợ ơi, quá tuổi này bé bé thôi, đường đường chính chính tôi là lý trưởng của cả cái tổng này. Ai người ta gặp tôi người ta cũng phải cúi đầu tôi chào. Này mợ, mợ ơi, sáng nay tôi gặp cái vợ chồng thằng Nô nó đánh nhau ở đầu ngõ. Ôi dồi ôi, một trận tơi bời. Cái thằng Nô bây giờ nó được phong là sợ vợ nhất cái tổng này đấy. Thế ông thì không sợ vợ chắc? À, ừ thì bao nhiêu việc trong gia đình mợ quyết hết thì mợ ơi, thôi mấy khi bây giờ tôi xin mợ một điều nhé. Thôi đằng nào thì tôi cũng là lý trưởng cái tổng này, mợ phải giữ sĩ diện cho tôi tí. Ông nói thế là thế nào? Thế dễ thường thì từ xưa đến giờ là tôi làm xấu mặt ông đấy à? À không không, ý tôi không phải nói vậy. Lúc gặp thằng Nô ấy, tôi đánh cược với nó. Tôi bảo với nó là đàn ông nó phải thế này phải thế khác. Thế là nó còn trêu tôi, nó bảo thế thì ông Lý thì sao? Thì tôi bảo là tôi ở trong nhà là tôi phải trên có trên mà dưới có dưới. Thế là Nô nó cược với tôi, nó bảo là được rồi thì hôm nay em sang nhà bác em chơi. Thế lát nữa Nô nó sang chơi. Thế bây giờ mợ thương tôi tí, mợ chiều tôi tí. Tôi bảo gì mợ cứ phải nghe nhé. Nghe thế nào? Úi dồi ôi, sao chữ nào sao nó a nó đành thế. Nghe là nghe, có nghĩa rằng là mợ chiều tôi tí để tôi đỡ bẽ mặt với là cái tổng này. Không làm được. Mợ, mợ ơi. Tôi xin mợ mà, mấy khi mợ chiều tôi tí. Mợ chiều tôi tí. Thôi bây giờ mợ vào trong nhà mợ luyện đi. Luyện thế nào? Ủa thế chữ nào nó thấp xuống một tí. Luyện thế nào? Thế là được rồi. Luyện thế nào? Nghe nó kinh lắm. Nào. Ôi trời ơi, tôi không luyện được, méo hết cả mồm mà, tôi rồi. Mợ cứ vào nhà mợ luyện là được mà, nhá. Chiều tôi tí. Mợ mà. Luyện đi nhá. Cố chiều tôi tí mà. Ông ơi. Ông ơi. Ôi. Dạ ông ạ. Nô xa ra. Dạ vâng, con đây ạ. Uống nước đấy. Dạ. Ông ơi, công nhận ở nhà ông nói to hơn ở ngoài đường không nhở? Hồi giời. Làm đàn ông trên ra trên mà dưới ra dưới. Dạ. Nói một câu là vợ cứ nem nép cứ thế mà làm. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Cho nên là không như chú đâu. Dạ. Để vợ nó đánh cho nó nhục thế mà không biết xấu hổ à? Dạ bẩm ông. Riêng tôi nhá, vợ nhá, hé mồm ra phát là tôi, e hèm phát là phải im lặng ngay. Dạ. Nghe chưa? Dạ.
Thế tôi mới cai trị được cả cái tổng này chứ. Dạ. Con thì chân đất thì làm sao mà dám so với ông ạ. Thế nhưng mà khổ cái là dân làng này người ta cứ bàn, người ta cứ tán ông ạ. Người ta bảo là ông ở ngoài thì oai phong thế thôi. Thế nhưng mà bước vào nhà một cái, bà chỉ cần ho nhẹ cái thôi là ông rún gió vào. Đây là tin đồn bố láo. Dạ, nhá. Dạ. Cụ đây là không nói cái chuyện giàu nghèo. Dạ. Nghèo nó cũng phải có kiểu nghèo. Dạ. Nhá. Giàu cũng phải có kiểu giàu. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Riêng với nhà cụ ấy thì mợ nhá, hé mồm ra là cụ ấy hèm phát là phải đâu ở đấy nha. Dạ vâng vâng. Thế mà chúng nó lại cứ dạy con là đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão. Thế có lão không chứ lại? Thế thì hỏng bét. Nó lại bảo là học giống cụ Lý. Thế có chết không rồi chứ? Học giống tao là học thế nào? Dạ. Nó cứ tin đâu. Hôm nay vợ tao gọi vợ tao ra nhá. Dạ. Gọi bà ra nhá, chứng kiến nhá. Dạ. Để cho mày về mày loan báo cho cả cái tổng này xem tao có phải là sợ vợ không nhá. Dạ vâng ạ. Ông ơi. Hả? Thế ông vời bà ra đây để cho con thấy rằng là toàn dân làng mình là nó nói láo đi không? Làm gì phải vời. Tao e hèm phát phải ra ngay. Úi dồi, ông e hèm cái là bà phải ra ngay ạ? À? Thế ông hèm đi. Ông ơi, hả? Con có thấy ai ra đâu? Hay là bà không nghe thấy? À, mới hôm qua này. Dạ. Hiểu chưa? Tao nói không nghe. Vâng. Tao cho một cái bạt tai vào tai. Dạ. Thế là chắc là ù tai rồi, ừ. Nên nghe không rõ. Dạ, dạ, dạ. Ừ. Thế hay là ông ho hèm to lên để cho bà nghe thấy? Ui giời ơi, cái bạt tai của tao nặng lắm, có khi phải gọi thôi. Dạ. Mình ơi! Mình ơi, ra bảo đây! Cái gì đấy? À, cái thằng nô này, dạ. Mày ra đây làm gì đấy? Dạ, thưa bà, con sang ông bảo con là sang xem bà mấy ông ạ. Sao lại xem bà mấy ông? À, sang xem bà mấy ông hả? Dạ. Thế ngồi xơi nước đi. Dạ. À, đấy. Cái thằng nô này này, bị vợ nó đánh cho tơi bời. Là đàn ông mà thế à? Dạ. Mày phải cứng rắn lên chứ lại. Dạ. Ở cái tổng này không ai là như thế nhá. Dạ, 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 dạ. Còn bà nữa. Đứng được cái đây à? Pha nước đi. Pha rồi. Rót nước. Con xin bà. Lão! Nói với khách thế à? Uống nước đi. Nói lại. Chú nô uống nước đi. Dạ, con xin bà. Nhớ chưa? Dặn mãi mà không nghe. Cầm nước lên. Đưa nước cho chồng phải đưa bằng hai tay. Mời mình xơi nước. Nói nhẹ giọng xuống. Dậy mãi mà không được thì thế nào? Dạ. Em mời mình xơi nước ạ. Được. Mới tạm tạm thôi. Ồ. Ông ơi. Chè vừa nguội lại vừa nhạt ông ạ. Thế à? Chả có mùi gì. Làm sao pha nước cho chồng để chè nó nhạt thế mà không kiểm tra hả? Pha từ sáng chè nhạt thì sao? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây tôi dậy đây. À, già mà vẫn phải dậy đấy chú ạ, hiểu chưa? Dạ. Ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Ờ. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Nó ngồi xuống đây là phải lễ phép, chậm chậm bước vào. Ngồi xuống cạnh chồng là phải yểu điệu thục nữ. Nhớ chưa? Dậy mãi mà không được.
điệu thục nữ à? Thì đây, này thì yểu điệu thục nữ. Ai vậy bà? Sao vậy? Cái gì đây bà? Con ruồi. Hôm nay thì bà di cho mày chết. Ôi dồi ôi, bà ơi, bà ơi, bà hai bà đừng sát sinh bà ạ. Con ruồi nó không có lỗi gì đâu, bà đừng giết nó khổ thân. Này, ông nhờ. Cái tính cái hay sát sinh là không được đâu nhá. Con ruồi con kiến cũng không được giết chết nó, hiểu chưa? Ngồi xuống. Đấy. Nô. Dạ. Thấy chưa? Cả cái làng cái tổng này. Dạ. Tao cứ bị mang tiếng thôi. Dạ. Nó toàn là tung tin đồn nhảm thôi. Dạ đúng ạ. Hôm nay mày phải chứng kiến cái việc này, hiểu chưa? Để dạ. Xem tao dạy vợ như nào. Dạ vâng ạ. Ông ơi, hả? Sao đấy ạ? Nó bị kẹp chõng. Ô, ông ơi, con tưởng ghế nhà ông là đóng gỗ lim nguyên tấm. Thế sao lại nứt mà lại kẹp được nhỉ? À, có cái riêng cái chỗ này nó kẹp này. Nó kẹp vào bông cụ này. Dạ vâng, khổ thân cụ gỗ. Đấy. Dạ. Cho nên chú hôm nay phải là ba mặt một nhời. Dạ. Chứng kiến như vậy. Dạ. Chú đi loan báo cho cả cái tổng này biết. Dạ. Nhá. Dạ vâng. Chỉ có chú mới thanh minh cho tôi việc đấy thôi. Dạ. Nghe chưa? Sau đây con sẽ đi loan tin cả làng cả tổng. Là ông Lý là trụ cột gia đình. Ở nhà nề nếp gia phong. Đúng không ạ? Đúng rồi. Trên có trên, dưới có dưới. Dạ vâng ạ. Con nuôi được đây à? Hôm nay có chú Nô sang chơi. Gom nước chuẩn bị đi đâu rồi? Xong rồi. Cho ăn món gì? Gà chặt lá chanh. Lươn om giềng mẻ. Cá bông kho tộ. Sao tốn kém thế? Dân tình còn đang đói khát mà mình là người đứng đầu cái tổng này mà ăn tốn thế, ăn nhiều sơn hào hải vị thế không được. Dưa Lạc Giang, chuẩn bị cơm đây. Bà đi đâu nữa? Nhâm. Chú thấy chưa? Dạ. Anh quát qua câu đấy thôi. Dạ. Mà đi nhầm chỗ đấy. Dạ. Đàn ông nó phải thế gì đấy. Dạ. Đúng không? Dạ. Có như chú đi quá hèn. Dạ. Để vợ nó trèo đầu cưỡi cổ thế mà làm đàn ông được. Dạ. Hôm nay con học được nhiều bài học quý giá. Dạ bẩm ông, đúng là dân làng mình là toàn đặt điều cho ông thôi ạ. Đúng, dạ. Toàn phao tin đồn nhảm thôi, đúng dạ. Không? Bà ra không ạ? Dạ. Lần sau bê mâm cơm ra biết là cái bàn nó chật chội này, phải dọn hết cái đồ này ra, nghe chưa? Dạ. Xoa đũa xới cơm đi. Ông ơi, ừ? Ông có bà chăm sóc chu đáo thế này đúng là có phúc có đức ông nhờ. Ừ. Thế nhưng mà con thấy ông lại còn có ý định lấy thêm vợ lẽ để kiếm thằng con trai thì con đúng là con cũng chịu ông thật đấy. Này, dạ? Tao nói với mày bao giờ? Ô, thế hôm qua ông chả bảo với con là gì? Này, dạ? Ai nói với mày là lấy thêm vợ lẽ đẻ con trai hả? Thì ông bảo với con mà. Thằng kia, tao nói với mày bao giờ? Ông bảo á? Vâng, ông bảo là bà toàn đẻ con gái thôi. Thế là ông phải lấy vợ lẽ để đẻ thằng con trai có thằng nối dõi tông đường bà ạ. À sao thế ạ? Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi trời đất ơi, là trời đất ơi. Bây giờ lại tính lấy vợ lẽ đẻ con trai à? Này, bà nói cho mà biết nha. Nãy giờ bà nhìn thế là đủ rồi. Ôi, bây giờ bà không nhìn nữa. Thằng con trai, mày hại tao rồi. Ôi, Đứa nào thích lấy vợ lẽ đẻ con trai? Ông đứng lại. Ôi trời đất ơi. Ông chết với tôi. Ôi trời ơi.
Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão. Ôi ông kia đâu rồi? Đâu rồi? Ra đây nhanh lên, bà mà biết nhá, bà mà tìm được nhá thì biết tay bà. Ôi đâu rồi? Ra đây nhanh, khôn hồn thì ra đây nhá, khôn hồn thì ra đây, bà còn tha cho chứ để bà bắt được nhá. Rồi vẫn kiên quyết không ra đúng không? Tí được bắt được, đánh cho nát xương như còn gì nữa. Bắt được mà dễ, bắt được mà dễ. Đuổi đi, đuổi được mà dễ. Hả? Cái à? Hả? Tí rơi mất cái đuổi. À, bây giờ thì 2 năm rõ 10 rồi nhá. Hả? Sao này ăn bộ? Hả? Tôi xin mày. Đây là cái gì? Đuổi cá. Cá này lấy ở đâu? Cá chép lấy ở nhà mình. Thế tôi hỏi ông, hôm nay là ngày bao nhiêu? 23 tháng chạp. Là ngày gì? Ông Công, ông Tá. Thế tại sao tôi thắp hương xong, tôi bảo ông đi thả cá cho tôi, ông đã thả chưa? Thả rồi. Thả ở đâu? Nồi. Là rồi ôi, thả ở nồi rồi ôi, là rồi ôi. Ông có biết là cả một năm trời qua, các ông bà táo đã phải sống ở nơi xó bếp nhà mình. Chỉ có một ngày 23 thôi là các ông bà được thăng thiên về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những tu nhân tích đức của tôi. Tích được nhiều đức lắm. Thế mà ông nỡ bẻ luôn cái đuôi cá như thế này thì các ông bà lấy gì để cưới? Không, à? Không, không phải bẻ đuôi cá, tôi ăn hết mà còn cái đuôi thôi chứ. Lại còn ăn hết à? Trời ơi! Chồng cứ đánh chồng chán chát. Thế bây giờ tôi hỏi ông ăn hết như thế này thì các ông bà táo lấy gì cưỡi về trời? Không phải cưỡi, các ngài thông chi tam giới, tự bay, cần gì mà phải cưỡi con cá làm gì cho nó tanh người ra. Được rồi, thế thì tôi cho ông thông chi tam giới luôn nhá. Tôi xin mình, tôi xin mình ơi. Ôi trời ơi, mình ơi, giữa đường giữa xá này cứ đem chồng ra giữa đường giữa xá bêu này, môi hở răng lạnh. Mình ơi, vạch áo cho người xem lửng làm gì rồi ơi. Cứ mang tôi về nhà rồi mình đánh thế nào cũng được, đánh đòn âm tôi chịu được chứ đánh như đây mất thể diện lắm. Đòn âm là thế nào? Là sư thúc vào thận tôi đây này. À, đừng đánh vào mặt. Hóa ra là bây giờ ông lại còn xui dạy tôi là đánh vào thận ông đúng không? Đánh vào thận ông để ông hư thận thì tôi dùng bằng cái gì? Ôi trời ơi, dùng mà chả yêu thương cái gì, dùng làm gì? À, bây giờ lại bảo, ông lại bảo là tôi không yêu thương ông đúng không? Xin mình đừng đánh tôi, khổ thân tôi. Quỳ xuống, không thể tha cái tội này được. Cái tội mà dám vô lễ với ông táo bà táo, có mỗi con cá để cho ông bà táo cưỡi về trời thì ông ăn mất. Ông bà táo cưỡi về bằng cái gì? Bây giờ ông quỳ xuống đây. Ông quỳ xuống đây. Đến bao giờ ông táo bà táo về thì tôi sẽ cho ông về nhá. 30 Tết các ông bà mới về. Thì 30 Tết ông về. Ngồi đây mà ăn năn sám hối đi. Tôi ăn năn sám hối, tôi biết lỗi rồi mình ơi. Cho tôi đứng. Ông nhờn với tôi đúng không? Không không không. Ông lại nhờn với tôi đúng không? Không không, mình đừng đấm nữa. Quê. Quê. À mình ơi, cho tôi xin nói một điều. Nói. Hôm nay bên nhà nội dặn vợ chồng mình đưa con cái sang ăn cơm, mà mình đánh mặt mũi tôi ra như thế này rồi bắt tôi quỳ đây, rồi đến lúc ông bà mà biết thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tôi không cần quan tâm nhé. Với lại là mình bảo là mình tu nhân tích đức thì hôm nay mình tích một tí đức đi, mình đừng bắt tôi quỳ nữa. Tôi đang tích đức đây. Sang đấy cho ông bà hoan hỉ. Ông quỳ ngay ở đây nhé. Bây giờ tôi sẽ đi về. Một lúc nữa tôi ra mà tôi thấy ông đứng lên thì ông đừng trách tôi. Nghe rõ chưa? V-
Vâng. Nhanh chưa? Vâng, vâng. Chiều quá rồi hóa hư. Quỳ xuống. Tưởng thế nào? Hóa ra bạn mình cũng là thằng sợ bà. Sao bảo ở nhà chỉ có vợ quỳ, thế mà bây giờ ra đây quỳ làm gì thế? Đây ở đường mà. Ra đường quỳ làm gì? Lễ trời lễ đất. Hôm nay 23 tháng chạp. Lại... lạy trời lạy đất ý mà. Ôi, thế thì lạy trời lạy đất, lạy ông công ông táo thái thượng lão quân thái bạch kim tinh cho bạn con bớt sợ vợ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Cái guốc này là của ai? Của chồng. Đi vào. Vâng. Chết mày chưa, đồ con tiều. Thế mà hôm qua cứ bảo là không sợ vợ, thì bây giờ mày trắng mắt ra chưa? Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười, hôm nay thì mày chết nhá. Đắng mặt là trái, sống ở trên đời cho nó đáng mặt là cháy sỏi xanh cũng lội trong gai cũng treo dù ai sang chậm đói nghèo. Này bạn tôi. Bạn tôi nói gì tôi? Vào nhà tôi giới thiệu nhà tôi cho bạn. Ôi thôi thôi, xin phép bạn, chắc là để khi khác. Chứ vào nhà bạn thì vợ bạn cứ mặt nặng mày nhẹ, chồng khó chịu lắm. Không, bạn cứ hiểu lầm. Cái tánh tôi là rất yêu thương bạn mình. Rượu chè rồi nhưng bạn đã ăn gì đâu. Ôi quan trọng gì đâu. Không, bạn là phải vào làm bát cơm cho nó ấm bụng, rồi về oánh một giấc ngon lành mai lại tỉnh táo. Nhưng mà đây phải nhà bạn đâu, đây là nhà vợ bạn mà. Ôi trời, đây không phải nhà tôi, nhưng đây lại là nhà cha vợ tôi. Trước sau gì ông ấy cũng khuất núi, mà ông ấy khuất núi thì cái nhà này là của tôi chứ của ai. Khôn quá, khôn. Thôi nghe tôi thiết đãi bạn một bữa cơm rau dưa. Thôi nhưng quan trọng nhất ý, sao tôi cho bạn thấy cái cách tôi dạy vợ tôi cho bạn thấy. Bu nó đâu? Bu nó đâu rồi? Cái gì? Cái gì? Ôi giời ơi! Mình
ra đây bảo cái coi. Dạ, em đây ạ. Cụp cái mắt xuống. Dạ. Nói vợ thế. Thấy chưa? Chào bạn tôi chưa? Khoanh cái tay vào. Ôi, dạ. Em chào bạn của chồng em ạ. Mày thấy chưa? Được đấy, được đấy. Đã chuẩn bị cơm nước chưa? Em đang chuẩn bị đấy mình ạ. Hôm nay đặc biệt. Chó im. Hôm nay đặc biệt. Bạn tôi đến chơi. Dạ. Không cơm rau dưa như bình thường được. Vâng ạ. Hãy thịt ngay con gà sống thiến tôi nuôi ở vườn ấy. Ô kìa mình ơi, con gà đấy em để dành Tết 30 đấy. Thôi bạn, thôi ăn uống gì, gà để dành. Con gà sống đấy để tôi thiết bạn tôi. Còn đêm 30 ấy, cúng con vịt. Ô kìa, cúng vịt làm sao được mình? Thì nói có nghe không? Ôi dạ vâng ạ. Thôi đi làm cơm đi. Dạ. Ăn tôi vào. Cứ nói to lên chứ sao, cứ phải nói bé làm nói gì. Nói bé thì cái này không nói to được. Nói. Hay là nói to nhá. Thế sao mà với con hến bạn cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng vuốt ve âu yếm, mà với vợ bạn cứ dùi đục chấm mắm cấy để. À, mới lại còn cho nó bao nhiêu tiền nữa. Ôi, vợ mình nói năng nó. Mày giết tao rồi. Ông ra đây. Đi ra đây. Giỏi thật, nhẹ nhàng này. Viết cái con hến này. Cho hết tiền này. Cho hết tiền này. Ông đi vào đây chết với tôi. Anh tình tưởng. Không sợ vợ phải như thằng này này. Nhanh cái chân lên. Đã nói như thế rồi là sang bên đấy. Về với thầy U thì nhanh nhanh chóng chóng lên. Ông tưởng là có một mình nhà ông à? Còn nhà tôi, thầy U tôi cũng đang đợi kìa. Tôi giận thì mình. Bao lâu nay tôi không được về thăm thầy U tôi. Tôi về thì tôi cũng phải có câu chuyện, câu trò. Tôi thăm hỏi thầy U, thăm hỏi họ hàng, làng xóm. Chuyện thì là đủ rồi. Mà về thăm thầy U thôi, sao phải thăm hàng xóm, sao phải thăm họ hàng. Thế sống thì phải có nguồn, có gốc, có trước, có sau chứ. Thế tôi hỏi ông ở với tôi hay ông ở với thầy U ông? Hả? Ở với mình cả năm. Hả? Chui dưới gầm trạn nhà mình cả đời. Ở với bố mẹ cả đời rồi. Dạ, không lý sự nữa nhá. Không tranh luận nữa nhá. Bây giờ nhanh lên. Nhanh nhanh đi sao không thấy U tôi đợi. Nhanh lên. Tôi bảo bà rót trà, bà có rót không? Bà cứ đợi đấy nha. Bà cứ đợi đấy. Tôi nói cho bà biết nhé. Tôi truyền đời bá danh cho bà biết nhé. Bà mà hốt nhá là tôi đánh tuốt xét. À, hốt nữa nhá, trả với nơi sản xuất nhá. Cái nhà nó phải có nóc nhá. Cái người đàn ông, cái người chồng trong nhà nó phải là chuột cụ nhá. À không, cụ chốt. À không, nhầm. Nó phải là trụ cột nhá. Cho nên tôi nói ấy, là bà phải nghe nhá. Không được cãi, không được hôn nhá nhá. Cái gì thế? Chuột mới cả trụ cột cái gì thế? Sao? Thế ông muốn làm chuột gì? Chuột nhắc. Thế ông vừa đập bàn đập ghế gì ở đây? Đâu thì như tôi đã nói với bà ấy, năm nay bà để cho tôi được làm người đàn ông. Thế vừa rồi là tôi tập để giao oai một tí thôi. Thế bình thường ông không phải là đàn ông à? Thì tôi là đàn ông, tôi là chồng bà. Nhưng bà xem ấy, cái việc gì trong cái gia đình để đến tay tôi. Tôi thì cái thân phận của nữ công gia chánh ấy.
nữ công gia chánh nhá. Mọi việc trong nhà ấy, đã có người ăn kẻ ở nó làm rồi, ông làm cái gì? Thì đấy, đây này, này, bà thấy này, những cái bộ quần áo trên người tôi mặc này, nó cũng không phải là đàn ông. Đây, đây là tôi mặc lại của bà, này, rồi cả cái vấn này, này, bà thấy không? Nó có vừa mới đầu tôi đâu, là của bà dùng cũ rồi bà để lại tôi dùng. Thế thì tôi chả có một tí nào là chồng bà, là cái dáng đàn ông, cái gia đình. Cái là đàn ông ấy, ông có làm được đâu. Ông kêu cái gì? Cho tôi ít hào này, tôi mừng tuổi, con cháu thì đông mà. Trong người chả có xu là nó cũng ngựa. Thôi đi, cái việc ý nhá, không đến lượt ông hiểu chưa? Thôi, thì không nói đến tiền, thì bà cho tôi sẵn sàng một tí nhá. Con phải tùy xem thái độ thế nào đã nhá. Này, tôi thấy các con nó bảo là hai ba nó sang đây ăn ông công, ông táo nhà mình đấy. Ông liệu mà xem nhà cửa dọn dẹp như thế nào đi nhá. Còn bây giờ ấy, tôi sang nhà bà Lý, tôi gửi chút quà Tết nhá. Liệu đấy. Biết rồi. Tối nay đợi mày ngủ say nhé, ông trời cho mày chết. Thầy ơi! Ôi dồi ôi! Ôi dồi ôi! Con chào thầy! Ơ? Ú, con đâu rồi thầy? Thầy! Tao lạy mày, tao lạy mày. Mày bé bé cái mồm một tí. Tao vừa thoát được cái nợ này thì đến cái nần này nhé. Ôi dồi ôi! Mệt! Thầy này! Con này phải giống U con chứ! Ôi dồi! Mày cứ nói con thế. Mày bé bé cái mồm thôi nhá. Tao vừa yên ổn được một tí đấy nhá. Con đã nói gì đâu. Im. Mà thằng kia, sao mày cứ đứng đấy hả? Con đứng cho chân cứng đá mềm. Đứng cho chân cứng đá mềm à? Dạ. Mà mày mặc áo qua đi con. Dạ, áo của con mà. Áo của mày sao mà ta thấy nó rộng mà nó như là áo của vợ mày ấy là thế nào hả? Thầy! Con gầy, nó rúm ạ. Hả? Thôi thì vào đây ngồi đi con. Con này, để con đứng dậy cho thằng chồng mày nó ngồi. Kìa, thầy bảo ngồi đi. Thôi, con đứng được mà. Đấy! Nhà con thích đứng mà. Này, dâu là con, rể là khách nhá. Mày đứng dậy cho nó ngồi. Kìa thầy bảo kìa. Đấy thế chưa, con bảo rồi, có ngồi đâu mà thầy cứ. Cái thằng này. Ui giời, mày sợ vợ mày à? Hả? Không, con tôn trọng vợ con. Ui giời ơi, trần đời tao chưa thấy cái thằng đàn ông nào như mày nhé. Thầy nói cho mày biết. Dạ. Trong cái gia đình, người đàn ông phải là trụ cột của cái gia đình nhé. Người đàn ông nói một cái là người vợ phải răm rắp nghe này. Thầy! Hả? Sao thầy lại nói thế? Ô. Nhà con khác. Nhà con khác à? Đấy là nhà mày, còn đây là nhà thầy nhá. Đây cũng là nhà con chứ. Ô hay, tao đã mua nhà cho vợ chồng mày rồi, thì đây là nhà tao nhá. Mà thôi, mày xuống bếp nhá. Xem con sen người ở nó làm cơm đến đâu rồi, mang lên đây, tao đãi con rể tao nhá. Mày xuống bếp, xem con sen người ở nó làm đến đâu rồi, mang lên đây để tao đãi thầy tao. Cái con này. Dạ. Tao bảo mày ấy, sao mày đi truyền nó là thế nào? Hả? Tao bảo mày ấy. Con này láo nhỉ? Ai? Để đấy, thầy xử lý. Vâng. Mày, con Liễu, xuống bếp nhá, để cho thằng chồng mày ngồi đây. Nhớ chưa? Thầy này, cứ bay nhỉ? Sướng nhá. Nhanh. Thầy. Anh chửi ai đấy? Ui, dạ con chửi thầm thế mà thầy cũng nghe thế ạ. Thầm là thầm thế nào? Tôi nhìn cái khẩu hình của anh là tôi biết là anh chửi tôi đó nhá. Thôi, ngồi vào đây. Con xin thầy. Ngồi vào đây. Con đè nén nhiều quá nên con đã chót buột miệng con chửi thầm. Không sao, thầy được. Sao? Lần này thầy bỏ qua thôi. Con thấy không? Ở trong cái gia đình, cái người đàn ông nó phải có uy. Thầy nói một cái
còn cái liễu nó phải nhè răm rắp này, đúng. Hôn là không có được, đúng. Hôn là thầy oanh chết nhá. Thế thì đàn bà ấy, đừng có nhường nhịn quá, được đằng chân nó sẽ lân lên đằng thủ. Thủ là đầu. Đúng rồi, thủ là đầu. Ừ, mà đủ là nó sẽ đè mình chứ. Sao? Không những nó đè con, nó còn thụi vào thận con, toàn đánh đòn âm, không thở được luôn. Thầy, thầy sao đấy? Đau thận à? Tôi ngứa, tôi gãi. À, thế con cứ thấy thầy ôm ôm. Ừ. Anh thấy không? Đàn bà được đằng chân là nó sẽ lân lên đằng đầu ngay. Cho nên là mình phải có cái sĩ diện của cái người đàn ông. Đó. Mình phải có cái uy của người đàn ông. Anh hiểu không? Con kính thầy. Ừ. Con nể, con thương vợ con thôi. Ừ. Chứ nói thật là cũng không sợ lắm đâu. Ừ. Thầy. Ừ. Hôm nay cũng 2-3 tháng chạp rồi. Ừ. Thầy xem thế nào thầy giúp con thầy đưa cái gia đình con nó về cái tôn ti để sang năm con hoan hỉ, chứ cứ như thế này con chả sống được đúng, bao đúng, lâu đúng, đúng. Thận thì dập rồi. Ở cái gia đình ấy, nhá, cái người đàn ông ấy, là nó phải có tiếng nói nhá. Con vẫn nói đấy. Tiếng nói nó phải có trọng lượng. À vậy. Ừ, chứ không phải nói ly nhí như anh. Thôi được rồi, anh cứ để đấy nhá. Để tôi gọi cái con cái liễu nó mang cái bâm rượu lên đây nhá. Tôi và anh sẽ làm chén, cho tôi sẽ dạy anh cái cách làm thế nào để cho cái gia đình nó phải đi vào cái nề nếp gia phong. Người đàn ông nó phải là cái trụ cột, nó phải có tiếng ăn tiếng nói ở cái gia đình nhá. Thầy xin nó cho con uống mấy chén. Ôi giời, anh cứ sợ có tôi đấy, cứ phải lo. Liễu đâu? Con cái liễu đâu? Mày mang cái... Sao nó giống giọng vợ tôi thế nhỉ? Mày mang cái dạ lên đây, mâm cơm rượu đã có chưa? Hả? Mang lên! Mày nhanh cái chân lên thế nào? Ui giời! Tí thì đỡ. Đỡ thì không đỡ. Ông mời thầy ạ. Rót rượu cho thầy đi. Này, chị Liễu. Dạ. Làm cái gì? Ăn ạ. Ai cho mày ngồi đây? Hả? Đàn bà con gái là không được phép ngồi chung mâm với đàn ông ở trong cái gia đình nhá. Nhà con vẫn ngồi mà. Đấy là nhà mày, còn đây là nhà tao. Tao đã mua nhà cho mày rồi. Xuống bếp. Xuống bếp. Khi nào tao ăn xong tao gọi lên thì dọn. Hiểu chưa? Thầy. Con này hỗn nhỉ. Ăn nè. Thầy. Bước. Anh lại định chửi nó đấy à? Không, rắc rắc ạ. Anh thấy chưa? Tôi nói một là một, hai là hai, nó phải có tôn ti trật tự. Anh rót rượu đi. Dạ, con rót rồi. À, con kính thầy ạ. Được rồi, dạ. Để tôi với anh uống xong chén này dạ. Nhé. Tôi sẽ dạy anh cách làm người chồng, người đàn ông trong một cái gia đình nhé. Dạ, thế thì còn gì bằng ạ. Con mời thầy ạ. Đã bao giờ ở trong mâm cơm mà anh bảo cái con cái liễu nó đi nó hâm lại cái bát nước mắm cho anh chứ? Nước mắm thì việc gì phải hâm ạ? Thế nó mới là cái oai phong, cái lẫm liệt. Hả? Mình bắt nó cái gì nó phải làm. Thầy tỉ mỉ quá. Phải kỹ như thế nhá. Dạ. Thì nó mới ra cái tôn ti, cái trật tự, nó ra cái nề nếp gia phong của một cái gia đình ra sao. Thầy dạy phải lắm ạ. Dạ. Thế dạ. Bày cơm ra rồi mà nó không cho mình ăn thì làm thế nào? Anh như thế là không được. Bày cơm ra mà nó không cho mình ăn thì mình sẽ không ăn. Thế thì không ăn mình đói, mình hoa mắt, mình chết hả thầy? Mình sẽ không ăn mà mình chờ cho nó đi ngủ rồi mình xuống bếp mình ăn cơm nguội.
ăn vụng. Chứ sao? Úi giời, ăn vụng nó bắt được nó đánh chết nữa. Thế thì chờ nó ngủ kỹ rồi bắt đầu mình mới xuống mình ăn vụng. Để cho nó tưởng rằng là mình không ăn, tức là mình tuyệt thực. Tuyệt thực để cho nó thương, không? Nó lo. Thầy dạy chứ phải, đúng là khôn đâu đến trẻ mà khỏe đâu đến già. Dạ. Uống đi. Dạ. Được. Nó phải thế nó mới ra cái tôn kia. Anh nhớ đi. Đang nhớ đây. Không ngờ nổi mắt. Thôi. Uống đi uống. Kinh nhỉ. Hôm nay được uống rượu cơ đấy. Ăn đòn chưa chừa đúng không? Hôm nọ ăn đòn chưa chừa đúng không? Đòn gì? Hả? Đòn nào? Có thích đòn nào không? Đòn nào? Đòn nào này? Đòn nào này? Không chừa à? Mày chết chưa con? Mày dám cãi lời vợ. Nó đánh cho tím mắt rồi con. Có thích nữa không? Nữa đi con. Có thích nữa không? Mày làm gì đấy? Làm gì đấy? Đúng rồi, mạnh lên con rể, mạnh lên con rể, mạnh lên con rể. Thầy ơi, đánh con rồi à, thầy ơi, đánh con rồi à. Đánh nó năm nhá. Thằng kia, đánh nó năm nhá, đáng mặt đàn ông chưa? Đáng mặt đàn ông chưa? Ai cho mày dám đánh con gái nào? Đánh nó năm. Mày được lắm, mày đánh con gái nào? Thì tao sẽ đánh vợ mày. Đánh con rồi. Tao sẽ đánh vợ mày. Đây là đánh con này. Đánh vợ tôi đúng không? Đánh vợ tôi đúng không? Tôi đập con gái nữa. Mày dám đánh con gái tao à? Tao sẽ đánh vợ mày. Cái gì thế này? Đánh vợ mày à? Mẹ ơi. Thằng này nó láo. Nhớ lắm, đánh con gái tôi. Ông ơi. Tôi phải đánh vợ đó. Ông anh vợ thôi. Ôi trời ơi. Trời ơi, rượu với cả chè say đến mức ấy. Đánh cả vợ, đánh cả con gái mình như thế à? Thế sao? À, thế thì tôi chọn ông một quả. Tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lạy bà tha cho tôi. Thầy. Sao thầy bảo thầy không sợ vợ? Nói là việc của mồm. Chứ cả cái tổng cái làng này, thằng nào mà không sợ vợ? Hoa lo đâm chồi, lòng người phân khởi. Đâm chồi như hoa. Đấy. Mày đi trước đi. Dạ bẩm ông ạ. Ông phải đi trước chứ ạ. Con là kẻ hầu người hạ thì con phải đi sau chứ ạ. Thằng này được. Đứa nào dám xuất hiện tại đây? Ai rồi? Ông ơi! Ôi giời, hóa ra mày à? Là con ngã mà ông! Ai rồi? Xem nào! Ai rồi? Mày kém lắm! Từ khi thầy thu nhập mày vào môn phái của thầy, mày cao thước tam, bây giờ mày chỉ còn mỗi thước ba. Sao kém thế hả con? Dạ, học võ của thầy là càng ngày người ngợm đấy, càng phải nở nang ra chứ đấy. Mày không được cái tích sự gì. Mày đi. Ông ơi ông. Hả? Con hỏi thật ông nhá. Ờ.
Ôi, cái thằng này. Thế là ngày thường mày hỏi đểu tao à? Dạ không ạ. Ý con là con muốn ông trả lời thật câu này á. Hỏi đi. Ông đi không như thế, ông có thấy mỏi không ạ? Mỏi, mệt, mệt lắm. Thế ạ? Ừ. Thế ông nhìn con này, con vừa bưng vừa bê, là con vừa bế như thế này. Thế ông có nghĩ con có mỏi không ạ? Thằng này lý sự khá nhỉ. Này, sao mày lắm bò thế? Bưng bồng bế. Này, mày phải bưng bồng bế thôi. Muốn giỏi như ông không phải bưng bồng bế thì phải học, nghe chưa? Vâng. Thế mà có thích học không? Hay để tao đuổi mày về quê? Dạ không ạ. Để tao thu nhập đứa khác. Không, con thắc mắc tí thôi ạ. Tí thôi thì. Vâng. Tí thì được. Nghe chưa? Vâng. Nhưng mày cứ nói nhiều rồi tao đuổi đấy. Vâng. Đi. Kêu. Kêu. Ôi trời, kêu. Kêu. Cái gì? Kêu. Cái gì? Kêu. Này, làm gì đấy? Ông ơi. Ông ơi. Ôi trời. Ông ơi, ông. Khoan đã. Ủa, ông ngất rồi. Cứu người đã, ông ơi. Ngất rồi. Cô hay. Sao thế nhỉ? À, con có cách không ạ? Dậy chưa? Tỉnh chưa? Ôi trời ơi. Ông ơi. Sao tỉnh dậy? Đứng lên sao nào? Cứu. Làm sao? Đứng lên sao nào? Ta xem nào có chuyện gì? Ông ơi, ông cứu con với. Sao? Có việc gì? Hãy nói tao nghe. Ông ơi. Sao mặt ngươi thâm như quả cà chua thối thế này? Ông ơi, cứu con. Không, con chết mất. Ông ơi. Hả? Nhìn như thế này ấy, con nghĩ là vừa bị cướp xong đấy ông ạ. Cướp à? Đâu? Cướp đâu? Này, có giỏi vào đây với ta. Này, có gì thì cứ nói với ông. Ông không có cách giúp. Ừ, nói đi. Ông ơi, không phải cướp mà còn nguy hiểm hơn cả cướp. Tao là nguy hiểm hơn cả cướp là thế nào? Ngươi nói thế nào ấy chứ? Này, hả? Không phải cướp ấy. Không phải cướp thì chắc là gặp ma đúng không? Không, gặp ma sợ mặt phải xanh như đít nhái. Thế chính xác là gặp quỷ rồi ông ạ. Không phải quỷ. Nếu mà gặp quỷ sợ quá, mặt đỏ tía tai. Ồ, thế thì tóm lại là bị thế nào? Ôi trời ơi, ông ơi, nó còn ác hơn cả ma, nó còn kinh khủng hơn cả quỷ. Nó là... Ông ơi, con không dám nói đâu. Con mà nói nó nghe thấy thì con chết luôn đúng không ạ? Này, gặp ta đây, ngươi cứ nói hết, ta chữa được hết, nghe chưa? Con nói, ông đảm bảo được mạng sống cho con chứ ạ? Giải được! Ông ơi! Hả? Ông ơi, sao ông lại cười? Mày bảo cái gì? Ôi dồi, con tưởng là ông nghe thấy rồi. Thế mà ông cười. Con bảo là vợ. Ông ơi, sao lại cười ạ? Tao cười rụng cả rốn rồi. Ôi dồi, con thì sợ. Kém lắm. Mày quá kém. Sao lại kém à? Đáng mặt nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất. Vâng, con thế mà lại để vợ nó hành hạ cho mặt như là cái quả cà chua thối thế này. Ôi ôi ông ơi, đúng là đầu con đội trời chân con đạp đất thật, nhưng mà các cụ bảo là đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Ôi trời ơi, thế mà con vẫn thường xuyên con đội, thế mà tính mạng của con bị đe dọa từng ngày ông ạ. Ông ơi, ông xem có cách nào ông cứu con với, chứ không thế này con chết non đâu ạ. Trời ơi, thiên hạ lâu nay rất nể trọng ta. Dạ vâng. Hiểu chưa? Dạ. Thôi được rồi, ta sẽ cứu người. Dạ. Ôi ôi, nếu mà ông cứu được con qua cái vận hạn này, con đội ơn ông ạ. Ôi trời, con đội ơn ông ạ. Này, tao nói cho mày biết nhá. Dạ. Vợ ấy là để mình chiều chuộng,
nâng như nâng trứng mà hướng như hướng hoa này. Thế sao mà mày lại? Dạ thưa ông, đấy là vợ thiên hạ. Mà cũng đúng, vợ là để chiều chuộng, vợ là để yêu thương. Ừ. Thế nhưng mà vợ con thì... Thì nào? Dậy. Ôi, mình gọi thầy lang này. Đau đầu quá. Ôi, ông đau đầu mà ông lại ôm chân á. Ôi, ừ nhờ. Tôi muốn nói là đau gối. À thế à? Đau nào? Mình ơi, chả là mấy hôm nay cỏ ở ruộng làng mình nó hết, thế cho nên là tôi phải dắt trâu sang làng bên cạnh. Ôi dồi ôi, đi bộ nhiều quá giờ nó đau hết khớp đây này. Mình phải mời thầy lang về bốc thuốc cho tôi thì mai mới đi chăn trâu tiếp được. Ừ, thì ông đi chăn trâu. Thế tôi hỏi ông nhá, ông đi chăn trâu, thế trâu đâu? Mình lại hỏi tôi trâu đâu? Trâu nhà mình thì đương nhiên nó phải ở trong chuồng nhà mình, chứ còn trâu đâu? Ông ra chuồng ông xem còn trâu không? Ô, việc gì phải xem? Tay tôi dắt trâu vào trong chuồng, tôi còn buộc chắc chắn thì tôi mới đi ngủ mà. Ôi, rồi, đầu ông nhá, để tôi nói cho ông biết đây này. Ông đi chăn trâu cái kiểu gì để trâu đi sang nhà bà Thìn ăn hết lúa của nhà bà ấy? Bà ấy báo lên quan, thế bây giờ quan giữ trâu nhà mình, biết làm nhau? Làm gì có chuyện trâu nhà mình mà lại đi ăn lúa nhưng mà Thìn là thế nào? Chị, ông lên cửa quán ông xem có phải là quán đang giữ trâu nhà mình không hả? Ồ, rõ ràng tôi nhớ là tôi đã dắt trâu về rồi, tôi buộc chắc chắn rồi cơ mà nhỉ. Ông nhớ lúc nào ông nói tôi nghe xem nào. Ôi, mình ơi tôi xin lỗi mình. Tôi lại cứ nhớ là dắt trâu nhưng mà nó là trong mơ mình ạ. Hóa ra là trong mơ à? Mình ơi. Nhá, lần sau để ý nhá. Lần này ấy, tôi lên tôi lấy trâu về rồi. Lần sau thế á, liệu hồn. Mình chuộc trâu về rồi à? Vâng. Ôi trời ơi, mình ơi, đúng. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như thế nữa. Tôi hứa là tôi không sẽ ngủ ngày nữa. Nhưng mà cũng tại mình ý. Cái gì tại tôi? Hôm qua hôm kia mình hành tôi suốt đi. Dạo này người tôi nó yếu, thành ra là cứ buồn ngủ suốt đi. Cái gì cơ? Ông bảo tôi hành ông á? Tôi hành ông như nào? Thôi, nếu mình không hành thì tôi. Thì để giờ này tôi đi chăn trâu nhé. Sao đấy? Giữa trưa trời nắng chang chang thế này, ông đi chăn trâu, để trâu nó ốm rồi ấy à? Ốm rồi thì ai chăm? Hả? Thôi, đi ngủ. Mình ơi, lại ngủ à? Không ngủ thì làm gì? Mình ơi, mình cho tôi nợ được không? Bây giờ cho ông nợ. Thì tôi nóng. Quạt. Thế là chỉ quạt thôi chứ gì? Quạt. Quạt đều tay lên ấy. Thì không phải là ấy à? Thế ông đang nghĩ linh tinh cái gì đấy? Quạt đi. Không. Ôi, may quá. Tưởng gì chứ, quạt thì tôi làm được. Mình cứ ngủ đi nhé. Ừ. Bảo nó đi chỗ khác mà không đi à? Mày không để cho vợ ông ngủ. Mình ơi, tôi xin lỗi mình. Đứng lại. Đứng lại. Ông chết với tôi bây giờ đấy. Còn đứng lại không thì bảo. Dám
Chạy đâu rồi? Tôi bắt được nhá, ông chết với tôi nhá, nhá. Quả này tôi bắt được là ông chết này. Chạy đâu rồi? Đứng lại không thì bảo. Cái lão này. Lão này lão. Chạy đâu rồi? Tưởng bắt được thằng này mà dễ à? Hết hồn. Cảm ơn thần rừng đã che chở. Không, con sẽ bị vợ con oánh cho một trận tơi bời. Trời ơi. Tôi xin mình ơi. Chạy à. Chạy đi. Ôi mình ơi. Mình ơi, tôi xin mình. Ôi, mình ơi, mình đừng làm thế. Mình ơi, mình mạnh tay có mình ơi. Ôi, tôi có một nhúm tài sản mà mình. Ôi, dập cả tre của tôi rồi. Ôi, mình ơi, tôi xin mình ơi. Xuống. Ôi, mình ơi, tôi xin mình. Mình ơi, tôi xin mình. Nhanh. Mình ơi, tôi ngồi trên này quen rồi. Cho tôi xin trên này. Tôi hỏi ông. Giữa trưa trời nắng chang chang là tôi đang ngủ thì mắc mớ cái gì mà ông tát vào tôi? Mình ơi, mình đừng nghi oan cho tôi đâu có dám tát vào mặt mình đâu. Chẳng qua là mình có nhớ không, hôm nào mình ngủ mình cũng dặn tôi là phải để yên cho mình ngủ. Mình hạ cái chổi xuống, không thì tôi sợ lắm. Mình dặn là phải giữ yên tĩnh cho mình ngủ, thế nên là trưa nào tôi cũng ngồi, tôi canh giấc ngủ cho mình, tôi quạt cho mình ngủ. Thế nhưng mà hôm nay có con ruồi. Con ruồi nó làm sao? Con ruồi nó bay đi đâu. Đi đâu? Đi đâu đi thật là lâu. Thế xong rồi, nó đột nhiên xuất hiện. Khi mặt trời ló dạng, nó đậu trên mép mình luôn. Ôi trời ơi, mình ơi, thế là tôi điên quá, tôi mới đập cho nó một phát. Ôi trời ơi, đấy nhá, đấy là ông không phải cãi, đấy là ông lại đánh tôi nhá. Ôi trời ơi, hôm nay ông ăn phải cái gì mà ông to gan thế? Tất cả là tại mình ý, trưa nay mình ăn mắm tôm, mà mình chả chịu lau mồm rồi mình một phát lên giường đi ngủ luôn. Thế cho nên là con ruồi nó mới bậu vào đấy. Mình ơi, mình tha cho tôi. Thôi xuống đây, hôm nay tôi không đánh. Thôi, lần nào mình cũng bảo là xuống đây mình không đánh, nhưng mà có lần nào là tôi thoát được đâu. Bây giờ răng chỉ còn mấy cái ở đằng trước này thôi, chứ ở đằng trong này làm gì còn cái nào đâu. Thế tóm lại là bây giờ ông có xuống không? Thôi mình ơi, cho tôi ở trên này thôi. Thế là không xuống đúng không? Rồi mình. Nếu ông không xuống thì tôi lên nhá. Mình không phải lên. Tôi sẽ xuống. Xuống. Nhưng mà mình cho tôi xin là mình nhắm mắt vào. Mình nhắm mắt vào thì tôi mới dám xuống. Mình mở mắt tôi không dám xuống. Được rồi đấy, nhắm mắt đấy xuống luôn nhá. Nhắm chặt vào nhá. Nắm chặt lắm rồi. Đừng mở nhá. Ôi giời, đừng mở nhá. Xuống chưa? Xuống nhanh lên, tôi mở mắt đấy nhá. Đấy. Ông xem, con cũng yêu thương đấy. Thế nhưng mà có được đâu. Đây, ông này, tao hỏi mày nhá. Cái chuyện cứ mỗi mày đập cái con ruồi trên mép vợ mày, thế mà vợ mày nó đối xử với mày như thế này. Dạ vâng. Nhưng tao hỏi khí không phải nhá. Thế hai vợ chồng mày đang ngủ với nhau mà muỗi nó đốt, cứ để nguyên rồi muỗi nó đốt à? Rồi ông ơi, các cụ bảo đội vợ lên đầu trường sinh bất lão. Thế vợ là để yêu thương đấy ạ. Thế mà con đội cả lên đầu suốt ngày mà có ăn thua đâu. Đấy, ông xem, mỗi lần con đội vợ lên đầu là tính mạng của con lại bị đe dọa như vậy. Con sợ lắm ông ơi, con không dám về nhà đâu ông ạ. Ông cứu con. Kém lắm, đấng làm gì thế này thì kém lắm. Mày có muốn hết sợ không? Trên đời này không có sợ gì hết đâu. Ôi ơi, ông ơi, nếu mà được như thế thì con, ông có cách nào
ông chỉ bảo giúp con đội ơn ông ạ. Con đội được ơn rồi. Ông, ạ. Không phải đội ơn sớm như vậy. Sao được. Ôi. Tao sẽ thu nạp mày vào môn phái của tao. Ôi dồi ôi. Chưa? Ông ơi, vào môn phái của ông là hết sợ à? Hết sợ. Ôi. Con đội ơn ông, con đội ơn ông, con đội ơn ông. Ôi rồi. Ôi dồi, đây. Dạ. Ông ạ. À. Được rồi. Đi theo tao. Dạ. Từ nay sẽ hết sợ nhé. Ôi dạ vâng. Ấy, này. Ôi. Đi đâu? Hả? Thằng nhõi con này. À, sao mày nháng tao? Ấy, này, mày bảo ai là nhõi con đấy hả? Tao nói cho mày biết nhá, mày vào sau thì mày phải làm sư đệ, nghe chưa? Còn tao vào trước thì tao phải là sư huynh. Nhớ chưa? Thôi được rồi. Ông sư huynh ông muốn cái gì? Này, bưng. Thì bưng. Bê. Thì bê. Bê ai? Bê sư huynh chứ còn bê ai? Dạy. Thôi khoan. Sao? Hôm nay tao miễn được phần bế, bỏ xuống, nhanh. Ôi trời ơi, đi nhanh không ông đợi kìa. Hey! Đấy, đây là ba môn đệ mới nhập môn động tác. Còn hơi sợ. Dạ. Ở bên kia núi ta có hàng nghìn môn đệ động tác mạnh mẽ đều tăm tắp. Hê. Úi dồi. Ông ơi, cứ hê là hết sợ không? Tinh thần nó là thế. Hê. Ông ơi, con hê một cái là con cũng hết sợ luôn. Này, thế thì bây giờ ấy, bắt đầu làm lễ nhập môn. Vâng, nhập môn luôn. Đây. Bây giờ nhá, cái đầu tiên ấy là tiền. Nhập môn đầu tiên là phải mất 10 xu. Nhập môn mà cũng mất tiền à? Ô. Tận 10 xu cơ. Ô. Này, thế mày hít khí trời để mà luyện võ à? Hả? Thế tóm lại là có muốn nhập môn không? Có. Thì tiền. Thì huynh cứ để cho em nhập môn đi, rồi em sẽ đóng tiền sau. Wow. Nhớ nhá. Dạ vâng. Thôi được rồi. Ông ơi. Hả? Nhập môn xong rồi ông ạ. Tốt. Dạ, bây giờ đứng vào hàng tập đi. Tập đi. Hai. Trời ơi, huynh bảo trái, trái của huynh ý là đệ phải tránh sang phải. Lúc đầu huynh có dặn đâu. Lại nhá, Tấn này. Phải. Trời ơi, dặn như thế rồi mà vẫn không nhớ được. Trái của huynh là phải của đệ, nhớ chưa? Hiểu rồi. Lại đây này. Trái của huynh. Phải của đệ. Trái của huynh là phải của đệ. Ừ, rồi. Dưới. Ôi giời ơi. Ta bảo dưới thì đệ phải nhảy lên như thế này này. Chứ cúi xuống thì để dính đòn à. Ôi giời. Thôi, nghỉ tí đi. Ôi giời huynh ơi. Huynh dạy nó từ từ thôi. Chứ huynh dạy bài nó nhanh thế này làm sao mà em theo kịp được. Luyện tập từ sáng đến giờ với huynh thì em đau ê ẩm hết cả người. Bây giờ không muốn làm cái gì nữa. Đấy người ta gọi là vỡ cơ. Đệ hiểu chưa? Vỡ cơ à? Ta ấy là phải đau cơ gần một năm mới hết đấy. Cái gì? Đau gần một năm mới hết á? Gần một năm mới khỏi đấy. Ôi, thế thì làm sao mà em đủ kiên trì để em theo được? Cứ bình tĩnh. Luyện võ thì phải có thời gian. Mà muốn không sợ vợ thì cứ phải từ từ. Hiểu chưa? Vâng. Mà này,
đừng có nản chí vội. Như ta đây này, lúc mới bước chân vào đây là ta cao 1 tấc 8. Vâng. Thế sau khi hăng say luyện tập quá đấy, bây giờ còn có 1 tấc 3 thôi. Ừ. Huynh nói gì ạ? Lúc Huynh vào mà Huynh 1 tấc 8. Ừ. Thế mà Huynh luyện tập hăng say bây giờ Huynh còn 1 tấc 3. Thế thì nó mới gọi là sắp thành cao thủ nhưng chưa phải là cao thủ. Ô Huynh ơi, thế luyện như Huynh thì chiều cao thì tụt xuống, sĩ diện thì tăng lên. Ôi ủa. Huynh ơi. Hả? Nếu thế thì khả năng là em đệ thôi. Ấy, sao lại thôi? Huynh cao 1 tấc 8 mà Huynh luyện gần thành tài rồi, còn 1 tấc 3. Em có 1 tấc 6, luyện xong nó còn có 1 rúm này, sĩ diện nữa thì thôi. Ấy, sao lại thôi? Nản chí nhanh thế nhở? Đệ cứ bình tĩnh. Bây giờ ấy, ta sẽ dạy đệ một chiêu để cho cái thời gian nó sẽ rút ngắn lại. Được chưa? Có cả chiêu mà rút ngắn lại. Ừ. Mà vẫn hết sợ vợ. Đứng dậy. Ôi giời. Ta nói cho đệ biết này. Dạ. Đây là một chiêu luyện thì rất khó, nhưng mà một khi luyện được nhá, chắc chắn vợ sẽ sợ. Chiêu gì đấy? Huynh nói mà. Nó gọi là chiêu xoạc. Xoạc à? Ừ. Xoạc xoạc chứ nào. Xoạc. Bây giờ nhá, đệ hạ 2 cái chân ra. Đấy, hạ nữa. Chân này rộng ra tí nữa. Bình tĩnh. Đâu. Chân này thêm tí nữa. Ai ơi. Huynh ơi. Sao? Toạc. Ôi. Huynh ơi, cái thế xoạc thì đau quá Huynh ơi. Thằng kia. Dạ. Cái thằng 1 tấc 3 này. Dạ. Dạ ông ạ. Mày là ma cũ bắt nạt ba mới, mày dạy nó cứ thế gì đấy? Dạ bẩm ông là đâu ạ? Con đang dạy đệ cái chiêu cuối là chiêu xoạc ấy ạ. Này, cái chiêu xoạc này nhá, đến tao làm cũng còn khó. Thôi được rồi, trước sau tao sẽ dạy cho mày. Dạ. Mày biết cái thế đấy là thế gì không? Dạ thế gì ạ? Chó đáo bờ đại. Trời, này, tao đây này, quá nửa đời người rồi mà hàng năm tao chỉ luyện 1 lần rồi. Dạ. Sư phụ ơi. Hả? Thảo nào nó đau thế, toạc hết cả. Huynh quá đáng thật. Này. Huynh chưa luyện xong mà nó bắt đệ luyện rồi. Đệ mày, rõ là yếu đuối. Mày là mày nấu cá lắm đấy. Nhá. Dạ. Sư phụ ơi. Phải đúng công nhận là cái thế này khó thật. Nhưng mà cố luyện chắc cũng sẽ thành tài. Thành tài hết. Dạ vâng. Thế nhưng mà con nói thật. Hả? Là con chấp nhận để thành tài. Ừ. Khó khăn mấy con cũng vượt qua. Đúng. Thế nhưng mà con chưa chứng kiến được là sư phụ dạy sư bà như thế nào. Mà từ hôm qua đến giờ con cũng chưa thấy diện kiến được sư bà. À, bà gì? Dạ vâng. Bà đang luyện công trên mái nhà. Trên nóc nhà. Ờ. Ôi, vậy là con hiểu rồi. Bà sợ quá. Ừ. Bà phải luyện công ở trên nóc nhà. Ừ. Ôi, sư phụ ơi, con lạy sư phụ, con mãi sư phụ. Con sẽ cố gắng luyện công để sau này vợ con không phải ngồi trên vai con nữa, không phải ngồi trên đầu con nữa, mà tự giác lên nóc nhà. Này, cứ làm tốt cho ta này. Dạ. Có khi cho lên bọn kia. Dám nổ à? Chém to gớm nhỉ? Không! Úi trời! Cứ ở đấy mà chém! Thành bão đến nơi rồi đấy! Sư phụ ơi. Ừ? Bái phục. Ừ. Quả là con đã không nhìn lầm người sư phụ ạ. Ăn lầm. Chụp nhé, đau quá. Sư huynh, đúng là đệ đã không nhìn lầm người. Bà xuất chiêu nào, sư phụ hóa giải chiêu đấy. Ừ. Sư phụ ơi, bây giờ bà xuất chiêu rồi. Sư phụ xuất chiêu lại đi ạ. Ừ. Ngươi có biết trường phái của ta là trường phái gì không? Trường phái gì ạ?
Trường phái của ta là trường phái siêu né. Hả? Ôi, bà. Ông ơi. Hôm nay khá đấy. Hôm nay giỏi đấy. Nhờ. Này, ông nhé. Quần áo không giặt, cơm không nấu, gạo không vo, bát không rửa, suốt ngày chỉ có võ lăng nhăng thôi. Suốt ngày võ vẽ. Hôm nay thì... Từ từ mà. Cái chiêu tung mít này tôi chưa học. Từ từ đã. Chưa học gì, hôm nay sẽ chết. Huynh ơi, thế này là thế nào? Đấy, chính vì thế nên là tao có dám đi bước nữa đâu. Thế mà sư phụ cũng mở lò luyện. Thế này thì luyện hay không luyện vẫn cứ là sợ. Vào đi. Vào. Bỏ cái mặt mo xuống. Sao mình biết là tôi về? Sao tôi không biết? Ngày nào ông cũng bắt tôi phải chờ cơm ông. Mình ơi, tôi biết là ngày nào mình cũng chờ cơm tôi. Thế nên hôm nay tôi về đây tôi xin lỗi mình. Nhưng mà mình hứa với tôi là mình đừng quát tôi, đừng đánh tôi nữa nhé. Quát ông nào? Ôi dồi ôi. Đấy, mình có quát tôi lúc nào đâu. Nhưng mà mỗi lần mình chỉ dậm chân nhẹ một cái thôi thì là tôi ba hồn bảy vía nó bay đi nơi khác rồi. Giảm thọ lắm mình ạ. Này, nếu ông không lười ấy thì tôi không bao giờ tôi quát mắng ông, đánh đập ông cả nhá. Mình ơi, suốt mấy ngày hôm nay tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi biết là tôi sai. Tôi hứa với mình là từ năm mới trở đi tôi sẽ chịu khó lao động. Nhưng mình cũng phải hứa với tôi là mình đừng quát, đừng mắng tôi nữa nhé. Thôi được rồi, chắc mấy hôm vừa rồi đói lắm đúng không? Ăn cơm đi. Mình ơi, mình cứ nhẹ nhàng, dịu hiền như thế thì có phải là đáng yêu hơn không? Nhẹ nhàng cái gì ăn đi.